Ngài đã nói là đã có chia sẻ những cái thông tin thiết yếu này ở tại Dubai cho tất cả những vị chủ tịch rồi. Bây giờ là Ngài cũng sẽ chia sẻ lại cho cộng đồng của chúng ta. Thank you. Yes. I'll show you the same presentation. We have a lot of things happening in Plant IX at the moment, a lot of in-game cooperation, new features developing. Yes. Hiện tại thì chúng ta đang có rất là nhiều cái thay đổi, rất là nhiều cái phát triển ở tại Planet Đấy, IS. cho Đó nên là là tất tất cả cả mọi mọi người người là là đang đang chúng ta chúng là ta đang đang thực thực hiện thay hiện. đổi và mọi người hãy theo dõi. Yes. So to start with, I hope many of you have seen the polygon activity on polygon scan. We're always top three, dependent on which metrics you use. Yeah. Đặc biệt là tôi muốn mọi người hãy theo dõi ở trên Polygon thì chúng ta sẽ thấy được là cái sự phát triển của chúng ta nó cực kỳ mạnh, chúng ta đã lên đến top 3 rồi đúng không ạ? Yes. And this is amazing news. The thing is, on the blockchain and with the Web3 crypto community, nobody knows who we are because we're working in stealth mode, like under the radar in a way. Yeah. Đây là một cái điều cực kỳ là hào hứng bởi vì trước giờ cũng chúng ta cũng chưa thấy được một cái sự phát triển mạnh mẽ được như thế ở cái game blockchain như thế này. Yes. So what's recently being released is all our staking contracts and the entire DeFi platform on IX Foundation. Để mang lại cái điều này, cái giá trị này thì chúng ta đã làm được cái điều gì? Chúng ta cái chương trình stacking đó đã giúp cho chúng ta làm được cái điều này. Yeah. And this is how it is usually in crypto, especially in the beginning. The returns are very high, so we've seen incredible amount of numbers being locked in the staking contract with high returns. Okay, please, sorry again, please. So what we have seen is that we have very high amount of tokens being locked in the staking. So you can see here it's almost 35%, and this is really, really good numbers. Yes, chúng ta nhìn thấy được cái số lượng staking đó nó cao đến như thế, nó đạt đến 35% thì đây là một cái con số cực kỳ là tuyệt vời mà chúng ta đang sở hữu được. Yeah. And now we are starting with to, like we say, come out of stealth. We've been working only with CrowdOne up until this point, and now we will start to ramp up the marketing, to scale up the marketing outside the network. Thì với cái giai đoạn đầu đó chúng ta đã đang phát triển với cộng đồng Rawan và bây giờ chúng ta chuẩn bị ra mắt ở ngoài thị trường bên kia thì chúng ta sẽ thấy được cái tốc độ phát triển của chúng ta. Yes. So advertisements, a lot of influencers. We're staffing up the marketing department. So now we're really, really getting started to spread outside the network. Yeah. Với tất cả những cái mà chúng ta đạt được cho đến thời điểm hiện tại, ngoài cái việc là số thành viên tham gia rồi cái lượng token vân vân, thì khi mà chúng ta ra mắt ở ngoài thị trường đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ tạo lên một cái tiếng vang cực kỳ là tuyệt vời. Yes. And we can take a quick look at the roadmap. This is for 2022. Now we're starting with the territory NFTs, Gravity Grade, Whyspace. All of these in-game corporations is starting to take place now. Và ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cái lộ trình của Planet Side X. Chúng ta có nhìn nhìn thấy được cái territory NFT rồi cho đến đến là chúng ta nhận đến cái phần share của NFT. Vâng vâng. Yes. So first we will start with the waste collection. Many of you have drones, so you've been collecting a lot of waste.
And now it's time to exchange the waste into IXE, our in-game utility token. Yeah, tôi biết rằng tất cả thành viên ở đây đã sở hữu rất là nhiều cái máy drone và chúng ta đang thu gom rác đó và chúng ta chuẩn bị đổi cái rác thải đó để chúng ta nhận thẳng cái ISE. Yes. So we will introduce more and more as we go. This is another in-game corporation. So what's most important right now is the Net Empire. It's the territory NFTs. Yeah. Và cái bước tiếp theo là gì? Chúng ta đang chuẩn bị có rất là nhiều người tạo được những cái lãnh thổ và sau đó thì nhận được cái giá trị NFT lãnh thổ tại đây. Yes. So I have a short video that I was about to show you. Yes, okay. Và bây giờ chúng ta có cùng xem một cái video ngắn nhé. Chúng ta đã So yeah, we started with the mint of territories, and we will start with staking the territories already next week. Vậy thì cho đến thời điểm hiện tại là chúng ta đã hoàn thiện cái việc là gì đúc những cái những pix và sau đó là những cái NFT cho những lãnh thổ. Yes. So this is one example of a territory in the game and how it can look like. Và đây là một cái lãnh thổ mà trong cái trò chơi chúng ta đã tạo nên thì chúng ta nhìn theo và chúng ta để ý xem nào. Yes. I think what's most important to talk about here is if you take a look at the screen, you see a lot of pics being locked in inside the territory. Yeah, chúng ta nhìn trên cái màn hình này chúng ta sẽ thấy là ở đây những cái mảng xanh là chúng ta đã ghép tạo thành những cái NFT hoàn thiện. Nhưng ở giữa những cái mảng xanh đó chúng ta lại còn thấy rất là nhiều cái pix màu nâu. Có nghĩa là chưa có kết nối được những cái pix đó đã bị nằm chết ở trong cái khu vực mà người ta đã tạo NFT. Yes. So usually when I talk about this, I like to point out two things. We have level one assets in the game. That's the PIX. Yeah. Vậy thì khi nói đến vấn đề này, tôi luôn luôn đề cập với tất cả mọi thành viên trong cộng đồng Planet là gì? Cái bước đầu tiên là chúng ta là gì? Nhận những cái PIX mà chúng ta đã được đúc từ công ty. Yes. And then we have level two assets in the game. And this is the productive assets. This is the NFTs that will give you rewards every month. Yeah. Và cái bước thứ hai là gì? Chúng ta cùng tương tác trên cái game này để chúng ta tạo nên những cái lãnh thổ và chúng tôi có những cái phần thưởng NFT hàng tháng cho tất cả những cái thành viên đang tham gia vào cái trò chơi với Planet X. Yes. And this is the territories, the IXT, but also the landmark shares. And all of these three assets they will give you rewards when you stake them. Yeah. Vậy thì khi mà bạn đã xây dựng thành công một cái lãnh thổ NFT hoặc là một cái landmark, bạn sở hữu một cái landmark thì tất cả những này khi mà chúng ta staking thì chúng ta đều được nhận những cái phần thưởng từ công ty. Yes. So if you've bought PIX and then you don't trade your PIX, you can risk being locked up inside someone else's territory, and if that happens, there's really no other player that's interested in buying your picks. Yeah. Okay. Vậy thì nếu như chúng ta sở hữu những cái picks trong cái Planet IX mà chúng ta không có tương tác game, chúng ta không tham gia, chúng ta không mà buôn bán, chúng ta không chấp nhận những cái lệnh mà khách hàng người ta cần có nhu cầu, thì sau đó những cái pick của chúng ta nó không có nó bị cô lập thì chúng ta không có nhận được cái giá trị gì tại đây cả. Yes.
So a recommendation after what we are seeing now in the game is to really trade your picks, buy and sell your picks to avoid ending up in a situation like this. Yes. Vậy thì cái điều mà tôi có một cái ý đề nghị với tất cả cộng đồng là gì? Chúng ta đã là thành viên, đã là cái người tham gia vào Planet X thì chúng ta hãy dành thời gian để chúng ta tương tác với game, chúng ta buôn, chúng ta mua, chúng ta bán nha, để chúng ta không có bị vướng những cái picks mà nó sau này không có giao dịch được như thế, rất là lãng phí. Yes. And then you can hold your assets, territory, landmark shares, and IXT. You can stake them and hold them for as long time as you want. But with only the picks, you could end up in a situation where the value of the picks decreases. Yes. Ngài muốn nhắn nhủ một cái điều như thế này: khi mà chúng ta tạo được một cái NFT lãnh thổ, khi mà chúng ta sở hữu landmark thì chúng ta có thể sở hữu lâu dài nhá, để chúng ta đều được nhận thưởng, chúng ta nhận được cái giá trị nó càng ngày càng tăng. Nhưng đối với những cái bits đơn lẻ thì chúng ta không nhận được gì nếu như chúng ta không tương tác game. Yes. Okay, so just to give you a quick overview over our in-game corporations. As you all know, you are the agents of change. You know about Net Empire, that's the marketplace, Gravity Grade, and this is all the other that's coming now in 2022. Yeah. Và đây là những cái thông tin từ trong cái Planet của chúng ta. Chúng ta sẽ còn có sở hữu một số cái sản phẩm khác nữa trong năm 2022 này. Chúng ta chỉ cần nhìn qua một số đó để chúng ta thấy, ví dụ như cái GG đó, cái Empire, Black Market vân vân, là chúng ta đang có ở trong cái tài khoản của chúng ta nhưng nó chưa có hiện hữu, và trong 2022 này thì nó sẽ hiện hữu. Yes. So Planet IX is becoming its own metaverse inside the metaverse. We will have many, many more of this with different attributes and different functionalities in the game. Vậy thì Planet IX nó cũng sẽ có rất là nhiều cái sản phẩm, rất là nhiều cái chức năng nó mang lại cái giá trị tại đây. Nó cũng một cái hình dạng là gì? Một cái hình thức như là metaverse như thế. Yes. Okay, so let me skip up to what's happening now. So now you have collected waste, and when we introduce the new token, IXE, which will be introduced very soon, you will be able to upgrade your drones and create facilities in the game. Yeah. Vậy thì với cái máy drone này, chúng ta thu gom rác và sau đó thì ngay lập tức chúng ta được làm gì? Chúng ta dùng nó để chúng ta nâng cấp những cái máy drone của chúng ta, để cái tốc độ nó tăng cao hơn, để nhận về nhiều rác hơn và chúng ta sở hữu được nhiều cái ISE hơn. Yes. And the reason why IXE haven't been introduced before is because it's so many different factors, and we really try to create the best model that's sustainable for a long time. So we can't just throw it out there. So we really need to calculate and be thorough. Cái lý do mà chúng ta có thêm cái đồng ISE là gì? Vì trong cái nền tảng Planet đó, nó còn có nhiều cái sản phẩm nữa, có nhiều cái sản phẩm để người ta cùng tham gia trong cái game. Nên là công ty mới cần tạo ra một cái đồng ISE đó để có thể là gì, dùng nó để giao dịch trong cái nền tảng game này. Yes. Yeah, like I said before, we're adding many new elements to the game, but this will be explained more and more in detail later on when we are close to introduce it. Yeah, đây là những cái sản phẩm mới. Và chúng ta chỉ nhìn qua thôi, chứ là khi mà ra mắt thì chúng ta sẽ được giới thiệu và chia sẻ thật là chi tiết cái cách nó vận hành như thế nào cho tất cả những cái người có mặt trong cái cộng đồng Planet này. Yes. I think it's also sometimes
easy to compare Planet IX to maybe Axie Infinity or Decentraland today. Yeah, chúng ta với cái biểu đồ này thì chúng ta có thể nhìn thấy được cái tốc độ phát triển của Planet X so với Decentraland hay là SC. Yeah. So that's why I created this graph to show when they started. We are only 9 months old, Planet IX, and how we do compare to these other projects. Yeah. Lý do mà tôi muốn cho mọi người nhìn thấy cái này là vì sao là chúng ta thấy được cái tốc độ phát triển của chúng ta chỉ trong vòng 9 tháng thôi mà chúng ta có thể phát triển đạt đến cái mức độ như thế. Right. Yes. And this next slide shows how many tokens that's being staked in our contract. So you can see only within 1 week, over 10 million tokens were being staked in the contracts. Yeah, ở đây là cái số lượng chúng ta có thể nhìn thấy được cái lượng token mà chúng ta stake nó đạt lên đến là 100 million token. Is it right? 10. Yeah. Yeah, okay. À, thì chúng ta thấy được là cái lượng token nó người ta trong cộng đồng bao nhiêu âm nhỉ? 14 triệu AET. 14 14 token, okay. 10 million. Yeah. Yeah. Now we are at 15 million. Today we are at 15. But yeah. In the beginning it went very high. 15. Đây là 15 rồi. Okay. 15 triệu. Yes. We can also see how many picks being traded every day, and this is also increasing a lot. Yes, và chúng ta có thể nhìn thấy được cái số lượng mà picks mà chúng ta trade hàng ngày để chúng ta thấy được là cái tốc độ mà phát triển ở tại Planet X. Yes. So for the future. We are super happy, really excited about the engagement and the commitment that this community is showing us. Như vậy thì chúng ta nhìn thấy được cái tương lai của chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ phát triển cực nhanh, cực mạnh nha. Và chúng ta sẽ nhận được cái giá trị cực là lớn tại đây và cộng đồng ở ngoài kia khi mà chúng ta ra mắt ở ngoài thị trường thì người ta cũng sẽ cùng phát triển Planet với chúng ta một cái tốc độ cực kỳ là nhanh. Yes. So now we're pushing the big button and going full speed ahead with marketing and influencers, and we have a lot of interesting things happening in the next couple of months in Planet IX. Vậy thì với cái tốc độ phát triển như thế khi mà ra ngoài thị trường thì chắc chắn rằng trong vòng vài tháng nữa thôi chúng ta sẽ tạo ra một cái tiếng vang cực lớn ở ngoài kia, ở ngoài thị trường, ở người ta phải cùng nắm mắt, cùng đến với Planet IX. Yes. So I think maybe if we pause here and then we let the viewers ask questions, so I can answer more of what you want to know. Yes, thank you very much for your presentation. And now I will ask them if they have any questions. Và bây giờ thì chúng ta các leader có câu hỏi nào, chúng ta có thể cùng đặt ra một số cái câu hỏi mà chúng ta có thể hỏi ngài đi ạ. Hello, big up live. Yeah. Rồi đây, Ami đây. Ok, có Kiệt Nguyễn nè. Kiệt Nguyễn hỏi nè. Kiệt có thể mở Zoom. Kiệt không có mở VM, mà Kiệt có mở VL được không cưng? Mở mặt ra để cho ngài chip nhìn thấy cưng xíu. Xem tiêu điểm. Kiệt Nguyễn đang có một list câu hỏi đây đúng không? Chị Trang giới thiệu đây là Kiệt á. Nhiều khi ổng biết Kiệt nhưng mà không biết là có gặp ở ngoài chưa. Ông đọc cái tên Kiệt Nguyễn. Yes. This man is Kiệt Nguyễn and he's the best member is Vanessa, is a Vietnam member. Yeah. I know him. Hello, yeah, Kiệt. I know him. Yeah. Anh có khỏe không? Anh có khỏe không, Kiệt?
Kiệt chưa mở mic đó. Kiệt chưa mở mic đó. Yeah. And we know that he said that you will come to Vietnam to visit us soon, okay? Yes, I hope so. I want to come already this year, maybe in September, October. Vietnam is a big and important market for us. So I want to come myself and meet as many of you as possible. Yes, thank you very much. We are very, very happy about that. Ngài nói là khoảng tháng 9, tháng 10 sẽ có dịp đến Việt Nam nha, cả nhà. Okay, now please. Bây giờ đã hỏi ngài những cái câu hỏi mà Kiệt list lên đó đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Rồi, đâu để chị xem lại coi đâu rồi. Chị nói đó là câu hỏi của Kiệt Nguyễn á. Ừ, để em trả lời. Okay, these are some questions that Mr. Kiệt want to ask you. Yeah. The first one, with some user account, they lost their tail words. Yes, of the meta. Yes, can they train the other MetaMask wallet? Yeah, to receive picks. Is it right? Yes, we will start on Friday. We will make a big transition over to Web3 login. Yeah, we will tell more about this on Friday, but yes, you will be able to do that. Okay, thank you very much. Cái câu hỏi đầu tiên là ngài bảo là okay, nếu mà chúng ta đã mất 12 ký tự đó rồi thì chúng ta sẽ tạo một cái ví mới và chúng ta sẽ nhận về cái ví mới đó thôi. Không, có nghĩa là như vậy nè. Cái ví đó đã được đúc đứt trong cái ví đó rồi. Cho nên bây giờ bắt buộc là cái ví đó mới giao dịch được. Thì sợ ông hiểu nhầm rằng là tạo một cái ví khác để kết nối rồi giao dịch nha. Nó khác với cái việc mà cái ví đó đã chứa tài sản, chứa bit ở trong đó rồi. Cho nên là bây giờ là họ trong giao dịch thì nó có bắt mình là phải sử dụng cái ví đó. Đấy, chị hiểu cái câu hỏi á ha. Okay. Đã có được không? Okay, one more thing I would like to ask you. Because with the user, they received it already before with that wallet, but now they changed the mobile phone, so they don't remember. So is it okay for them to change the new wallet? Yes, we will start on Friday, and then we will be doing this for 1 month. But we will explain how this will play out. So yeah, it's possible. Yes, okay, thank you very much. Vẫn là okay, leader, và bắt đầu vào ngày thứ 6 này thì công ty sẽ có cái hướng dẫn cho chúng ta làm cái việc này ha. Rồi. Wow, very good. Yeah. Thank you very much. Thank you. Yeah. Okay. The second question. Okay, one more question. They would like to ask you about ROM. You say that ROM collect ROS, okay, and then we can get ISA token. But beside that, a drone can do anything else? Yeah, that's a good question. We start with the waste. But yeah, I mean, we have level one drones now, and then you will be able to upgrade your drones. Yeah. And they will most likely, I can't tell anything today, but they will most likely have other use cases as well. Bây giờ cái chức năng của nó là lấy rác thải để mà đổi SE và nâng cấp lên, khả năng là sẽ có một vài cái chức năng mới mà bây giờ thì chưa có nói được. Nhá leader Kiệt. Rồi, okay, thank you. One more question. What I do can say with the drones is that now we stopped selling drones. There will never be any more drones. So we have 200,000 drones. That's it. So if new players want to have a drone, they need to buy from the players that have a drone today. Yeah, cái điều mà tôi muốn chia sẻ với cộng đồng là gì? Cái máy drone đó bây giờ chúng tôi đã không có còn nữa nha. Thì vì vậy thì nó là hạn chế.
tất cả những thành viên mới khi họ vào, họ thấy chúng ta đang sở hữu với Tron, họ muốn sở hữu thì chỉ có cách là họ mua lại của chúng ta thôi, chứ họ không có được sở hữu, thì đó là cái sự khan hiếm tại đây, nó sẽ tăng cái giá trị của máy Tron. Ok, thank you. Also, I can say while we're talking about the drone, every drone equals one share in the company Yspace. So when Yspace is selling new things, the people that owns the drones will get the money. We at Planet IX don't get the money. It will go to the community and to the players that has a drone. Yeah. Như vậy thì một lần nữa tôi muốn nhắc với cộng đồng là gì? Khi chúng ta sở hữu cái máy drone đó là chúng ta được được chia cái lợi nhuận từ công ty, đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta, công ty có thêm một cái gì đó mang lại giá trị lợi nhuận thì chúng ta lại được tăng lợi nhuận nhá, dựa vào cái máy drone này. Ok. Yes, thank you. So if you have drones, congratulations. Well done. Một lời nữa tôi muốn nói là nếu mà bạn đã có máy drone thì tôi xin chúc mừng bạn là đã sở hữu được máy drone. Những người mới sau này họ không có được đâu ạ. Yes. Nó chạy mất rồi. Ok. Okay. He would like to know more information about ISE. It's mean ISE. How can it work in Planet IX? Yeah. Yes. So IXE is our in-game utility token. If you look at Axie Infinity, they have AXS as their main token with governance and staking, and they have SLP as their in-game utility token. You mean ISE is a token in-game, and yes. A user cannot change, cannot transfer into IST. Yes, you can. Yeah, we can. Okay, yeah. Thank you. Can, tức là lúc đó là chúng ta có nhiều cái ISE vẫn có thể chuyển đổi thành IST, còn cái giá trị chuyển đổi như thế nào thì chưa có báo. Right, okay. Yes, thank you. It's a ERC20 token, same as IXT. Yeah, như vậy thì 20, khả năng là 20 IXE thì nó sẽ bằng 1 IXT. Nhớ cả nhà. Yeah. Okay. Thank you very much. One more question. He has a lot of questions for you. Okay. That's good. Just keep them coming. It's good. Okay. Number 4. Copy xuống dưới đây chị. Em copy rồi thấy không? Em copy chưa rồi. À, em copy xuống dưới á, chỗ chữ rau nè. Em copy quyền nùi nè. Rồi, nó chạy ra mất tiêu mà chị. Ok, câu thứ tư. Nhiều người tạo lãnh thổ và đúc thành NFT thì phần thưởng stacking sẽ ít dần. Vui lòng cung cấp một số thông tin về phần thưởng phía trước được không? Vì người Việt Nam tôi rất chăm chỉ các lãnh thổ. Ok. So, with the token, IXE, it is... I don't know the value now because it's free market, but it's a ERC20 token. It's the same as, maybe I can write in the chat here, ERC20. ERC20. Yeah. ERC20, chị. Yeah, okay. Yeah. One more question he wants to ask you. How about the NFT they made? Yeah. And they can staking or they can sell to the other or to the company, because a lot of Vietnamese member spend their time to make NFT. Territory. Yeah, territory. Yeah.
So yeah, if you have a territory, you will be able to stake it on IX Foundation, and then you will get rewards. This means when they get the territory, they staking and get the reward from the company. Yeah. Yeah. And one more question. He asked. The more territory they make, it means the less reward they receive, because many territory has made, it means the rewards are reduced. Is it right? Yeah. I mean, that's the way it is, because we have one pool. So area outlier, one pool, area common, one pool, area yeah. uncommon. So now we have boosted every pool with 10,000 IXTs. Yes. So everybody that stakes split those tokens among the stakers. Yes. Ông mới trả lời là đúng rồi, tại vì mỗi một cái bể như vậy á, thì là chúng ta có cái phần thưởng là 10.000 NFT. Do đó nếu mà chúng ta có nhiều, tạo ra nhiều cái lãnh thổ thì cái tiền thưởng đó chúng ta sẽ chia ra. Đúng rồi, thì nó sẽ giảm xuống. Nếu mà chúng ta ít thì chúng ta sẽ nhận được nhiều. Như vậy thì ai làm cái giai đoạn đầu thì được nhận nhiều hơn. Đấy. Yes, mình còn câu hỏi nào không vậy? Chị thấy trên cái bảng đó là hết rồi đó. Ok, để em xem cái câu hỏi nào. I saw one question in English. I can take that as well. Yes, we have plans to get listed on the central exchanges. I think that will happen now in May. We have contact with a lot of the centralized exchanges. So that's good for the project. Ai hỏi câu hỏi tiếng Anh thì lắng nghe tiếng Anh luôn rồi. Mình còn không biết đang hỏi cái gì luôn á. Do we have any plans on getting listed? Okay. Chúng tôi đang ở cái lộ trình để có thể là gì thực hiện được cái điều đó, cái câu mà listing sàn tiếp theo á, các leader. Yeah. Đúng rồi. Rồi, okay. Vậy mình còn câu hỏi nào nữa không vậy, Ami? Chị không có thấy. Oh. Nhiều người mua Bit không tạo ra được lãnh thổ thì những Bit không bán được thì biết làm sao, có cơ chế gì cho những Bit chết này? Cái này chưa có nói được. No, là do một đó thực sự là không phải là Bit chết mà Bit chết, nhưng mà tại vì hiện tại chúng ta đang thấy hào hứng là do những người họ đang mở cái lãnh thổ ở khúc đó, cho nên Đức Bit ở đó được giao dịch mua bán rất là mạnh. Còn đất của chúng ta đang nằm lẻ loi, chúng ta chưa được bán cũng không được. Thì chỗ đó là cái chỗ mà chưa có mở lãnh thổ, thì anh chị yên tâm. Sắp tới đây thì chúng ta sẽ có 2.850.000 bit sẽ về. Cho nên là khi số lượng bit đó về thì đồng nghĩa là ngay cái khu của anh chị sẽ được mở lãnh thổ. Và lúc này nó sẽ nhộn nhịp nhé. Chứ không có bit mà bit chết. Chỉ có bit chết là giả sử như người ta đang mở lãnh thổ ở khu đó. Người ta đã mở rộng hết rồi, còn đúng một bit của anh chị ở trong đó mà anh chị không chịu bán thì anh chị chết ở trong đó. Hai là năn nỉ cái người ta mua cái lãnh thổ to ở chỗ đó là người ta mua giùm cho anh chị nha. Ở đây không có bit nào mà bị chết hết anh chị. Chỉ có bit không giao dịch được bị lỗi mới chết thôi, chứ có bit là có tiền nha. Có một câu hỏi của Apply Trí là phải. Phải nha. Okay, one more question from our leader. Do we have any solution to help the people in Planet X more excited? Yeah, more excited in game. Because nowadays, some places, some continents is very, very excited, but some places we cannot buy ourselves. Yeah, I mean it's up to the players in the end to help each other. But I think from our end,
Like I said before, with picks, that's only level one. That's the first step in the game. And we didn't build this game to sell picks. Yeah. Okay, okay. Để trả lời cho câu hỏi của Áp Lai Trí thì như thế này. Đây chúng ta là một cái game. Mỗi một cái pitch như thế á, nó đơn lẻ thì nó không phải là một cái game nữa. Do đó thì như vậy thì để tạo được cái sự sôi động ở đây thì mỗi chúng ta cần giúp cho tất cả cộng đồng của chúng ta ở tại Planet họ hiểu được là để nhận được giá trị ở đây thì chúng ta phải phải tương tác game, chứ không thể nào để dành cái pitch đó nhé. Để dành cái pitch đó thì sao không nhận được cái giá trị lớn tại đây. Thì tất cả mọi người cùng làm việc, cùng dành thời gian cho nó. Okay. So yeah, this is a trading game. So you're supposed to buy and sell picks to create your territories, and then you can stake them and get tokens back. Yeah. Vậy thì chúng ta phải giúp cho cái cộng đồng chúng ta hiểu được là đây là cái game gì. Cái game là chúng ta trade, mua, bán, tạo lãnh thổ để chúng ta staking và chúng ta nhận phần thưởng tại đây, chứ không thể để nằm yên một chỗ. Yeah. And I think when people start to stake their territories, and we can show that these people start to earn tokens by staking their territories, more people will be interested. Yeah. Vậy thì một cái cách nữa mà để mình giúp cho cái cộng đồng chúng ta có nhiều cái hứng thú hơn trong cái game là gì? Tất cả những thành viên nào tạo được cái lãnh thổ, nhận được cái phần thưởng từ công ty thì chúng ta sẽ show cái đó cho mọi người thấy được là cái giá trị mà họ nhận được ở đây lớn hơn rất là nhiều. Nếu chúng ta không động gì đến thì họ, đó là cái cách mà mình giúp cho cộng đồng thấy được cái giá trị tại đây, họ sẽ có nhiều hào hứng hơn dành thời gian để mua bán pix, để tạo nên những cái lãnh thổ tại đây. So I think it's gonna be more and more interaction on the marketplace. Yeah, và chúng ta là chuẩn bị ngày càng chúng ta sẽ tiến gần đến cái việc là ra ngoài thị trường thì sẽ có nhiều người họ đến với Lanes thì mình chúng ta sẽ tương tác nhiều hơn. Nó thu hút được những cái người tham gia trò chơi, tại vì tại cộng đồng Rowan chúng ta không phải là những cái người chơi không mà. Đúng không ạ? And also the territory NFTs, they are NFTs. So you can trade, you can buy and sell territories as well. Also the landmark shares will be NFTs, so you can buy and sell them. Yeah. Vậy thì những cái lãnh thổ mà chúng ta tạo những cái NFT lãnh thổ đó, thì chúng ta ngoài cái việc mà chúng ta staking gửi cho công ty là chúng ta cũng có thể là mua bán nữa. À, rồi những cái landmark là chúng ta cũng có thể mua bán với giá cao nữa, thì những cái đó nó sẽ mang lại cái nguồn năng lượng cho mọi người. And also I can draw it up here for you. Yeah, và bây giờ thì ngài có thể vẽ lên cho xem mình. We have 4 million, can you see? Yeah. We can see. Để một màn hình đi. Yeah. 4 million NFTs in the game. But we have sold 400 million. So these are still just waiting to get minted. Yeah. And we will sell 1.6 billion. 1.6 billion, yes. Yeah. Which means that today we are only at 0.25. percent. So we are here and we're going all the way there. Yeah. Vậy thì cả nhà mình cũng hãy yên tâm được rằng là chúng ta chỉ đang có khởi điểm thôi, mới 0.25% thôi. Thì khi dù chúng ta cái game của chúng ta nó hoàn thiện thì chúng ta nhìn thêm những cái con số đó để chúng ta thấy cái sự phát triển của Planet X. Thì hãy yên tâm nhé, chúng ta còn rất là nhiều cái Planet cái landmark ở đây. Yes. Very nice. Thank you very much. So what I mean is that if you look at all the picks that will be in the game, we are at 0.25% today. We have a long way to go. Yeah. Nếu mà chúng ta nhìn lại những cái pick mà chúng ta
đang sở hữu và tất cả những cái mà chúng ta lại còn rất là nhiều cái landmark vân vân, thì chúng ta chỉ có ở đang cái thời điểm bắt đầu chỉ mới có 0,25% mà thôi. Cả nhà mình yên tâm nhé. And if you bought the cargo drop and you're waiting to get your IXTs back, same as if you had if you were part of the airdrop and you didn't receive your tokens, we will start working on that on Friday, and then we will pay out from Friday to next week to everyone that's still missing IXTs. Yeah. Tất cả chúng ta hãy yên tâm một điều là bất kỳ ai mà gặp những cái sự cố giống như cái ví lúc đầu mà chúng ta hỏi đó, thì bắt đầu thứ sáu này nhá, thì sẽ được công ty hỗ trợ và xử lý những cái trường hợp đó, là tất cả chúng ta sẽ đều được nhận cả. Yes, thank you very much. Mình còn câu hỏi nào nữa không vậy offline ơi? Nghĩ vậy là được rồi chị, mình cho ngày nghỉ đi chị. Rồi. Thank you, thank you for your presentation here, for you have time, you spend time for us. We are very, very happy and thank you very much. Perfect. Just happy to share some news and to come closer to this community. Tôi rất là vui là được chia sẻ những cái thông tin như thế, để và cái điều thứ hai nữa là để chúng ta gần gũi nhau hơn với tất cả những cộng đồng của chúng ta. Yes, thank you. And yeah, keep it up. Vietnam is crushing it at the moment. You're the best country in the game based on activity and interaction. So just keep it up. Do what you do. It's going to be really good for you. Yes, thank you. Và ngài nói rằng Việt Nam là một trong những cái đội tuyệt vời nhất nha, của trong tất cả những quốc gia, thì hãy cứ tiếp tục như thế và chúng ta là tạo nên những cái điều tuyệt vời tại đây. Yes, okay, thank you very much. Yeah. Okay. Next time I come to Vietnam, I want to take a coffee at one of the coffee shops. Yes, và lần sau thì ngài tới Việt Nam sẽ uống cà phê Planesis. Yeah, we are very happy and we are very waiting for you to visit Vietnam. We have a lot of Planesis coffee in Vietnam. I know. I've seen pictures and new cars, yeah, as well with Planet IX. Yeah. makes us very happy to see. Yeah, đã làm cho ngài cảm thấy là rất là hạnh phúc, rất là vui sướng khi mà đến Việt Nam. Yes, thank you again. Yes. Okay. Thank you. Bye. Okay, tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Vừa rồi chúng ta cũng đã có cơ hội giao lưu với ngài là 50 phút anh chị ha. Thì có một vài câu hỏi ở trên này nè, Ami có thể trả lời được ha. Thứ nhất là chúng ta ăn mừng anh chị, hiện nay là có rất là nhiều cái ví mà họ đã đúc đứt trong cái ví đó, nhưng rồi sau đó họ bị mất điện thoại hoặc mất 12 ký tự, hoặc là viết 12 ký tự xong rồi vô không được luôn. Thì thật sự là đây là một cái điều quá tuyệt vời cho chúng ta, đúng không ạ? Thì Planet sẽ giải quyết cái vấn đề đó. Cách đây vài ngày thì Ami nghĩ là bó tay rồi. Ami nghĩ rằng là đã đúc đứt trong cái ví MetaMask đó rồi, mà ví đó mất rồi coi như là cái người đó cũng sẽ mất mất đứt anh chị. Mà không ngờ là công ty giúp cho chúng ta giải quyết cái bài toán đó, thì một điều quá tuyệt vời, đúng không ạ? Rồi là cái thứ nhất. Cái thứ hai, có rất là nhiều người đang hỏi là quên tên đăng nhập hay là quên bát gì đó, thì chúng ta sẽ vào nha. Tại vì mỗi một cái tài khoản Lenet là chúng ta sẽ có cái email. Khi mà anh chị quên bát hoặc là quên tên đăng nhập thì chúng ta sẽ vô, chúng ta sẽ viết gọi là quên bát, đúng không ạ? Đấy, thì công ty sẽ trả lời bát lại cho chúng ta. Cho nên những cái này thì rất là đơn giản ha. Và có một vài cái người nhắn lên ở trên này rằng là Ami nhìn thấy là khi mà giao dịch thì chúng ta bị báo lỗi, đặc biệt là báo lỗi cái ví cũ trước ngày 16 tháng 12, đúng không ạ? Rất là nhiều người. Thì Ami có một cái kinh nghiệm như thế này để chia sẻ cho cả nhà. Có rất là nhiều người thì họ có thể làm một ví hoặc hai ví, có khi ba ví, lộn, có khi là dợn tài khoản, chồng tài khoản,
xong rồi chúng ta sẽ làm cái ví chồng và cái ví vợ. Có người làm luôn cả cái ví con nữa cơ, cái ví cho con của mình ha. Đấy, xong rồi anh chị nhớ một điều này là mỗi một lần mà Eros hoặc là trả tiết về đó, anh chị trả đất về, thì công ty trước đó công ty sẽ báo chúng ta sẽ vào đủ cái ví chính xác, đúng không ạ? Nhưng mà trong quá trình chúng ta đôi khi là đăng nhập cái tài khoản Blendnet, ví dụ như Ami với anh Khoa đi, Ami sẽ có tài khoản, anh Khoa cũng có rồi MetaMask, ví MetaMask Ami cũng có, anh Khoa cũng có. Nhưng trong cái đợt mà trả đó thì anh Khoa vô tình đăng nhập cái tài khoản Blendnet của Ami, xong rồi anh ấy lại kết nối cái ví MetaMask của ảnh vào, anh chị hiểu không ạ? Thì lúc bấy giờ coi như fit của Ami nằm trong ví của anh Khoa. Cho nên rằng là ai mà bị cái trường hợp mà ví của chúng ta báo rằng là hãy cập nhật cái ví mà trước ngày 16 tháng 12, thì ai mà đang có xài ví thứ nhất, ví thứ hai, ví thứ ba gì đó, anh chị sẽ vô cái ví nào chúng ta báo lỗi thì chúng ta sẽ kết nối cái ví thứ hai, đúng không ạ? Đấy. Rồi có một cái trường hợp đặc biệt nữa nè, là nói rằng là hồi ơi cuộc đời của chị làm đúng có một cái ví thôi. Có ai bị cái trường hợp này là nói rằng là gì ạ? Là tôi chỉ có một cái ví MetaMask thôi, nhưng tôi vẫn bị là báo lỗi là trước báo lỗi là hãy phải sử dụng cái ví trước ngày 16 tháng 12. Có ai bị không? Có ai bị thì có thể rằng là comment ở đây cho Ami số 88 được không? Ai đang bị trường hợp rằng là nói rằng là tôi không có một ví hoặc hai ví, xin lỗi, tôi không có hai ví ba ví, mà tôi từ trước đến giờ tôi tạo đúng một ví thôi, nhưng khi tôi vô tôi giao dịch tôi vẫn bị rằng là báo lỗi rằng là phải kết nối cái ví trước ngày 16 tháng 12. Ai bị thì comment ở đây, Ami sẽ trả lời cái vụ này ha. Wow, ui nhiều thế. Phan Tiền, Lương Dũng, Ô Vô Bình, rồi Hoài Nhân, người... Wow, có nghĩa rằng anh chị nhớ ha, cái lỗi này á, thì Ami sẽ chia sẻ nè. Nếu như mà chúng ta có một cái trường hợp như vậy, giả sử như ai mà có cái người apply thân cận của mình ấy, mà chúng ta nhờ apply tạo ví dùm hoặc là tạo cái tài khoản Blendnet dùm nha, vô tình cái trường hợp này nè, là đất của chúng ta nằm trong ví của upline hoặc là ví của downline mình. Đây. Thì ngày hôm nay Ami có xử lý một trường hợp anh chị nhé. Phía dưới em có một trường hợp, ok. Thì cái người đó được quá trời là đất, gọi là đất người ta đấu thầu miếng có 33 AT à. Toàn là 33, 30 rồi 15, 17 anh chị cộng hết như vậy mà có tới là 124. Cái miếng được đấu thầu, được người khác hỏi mua đấy, thì cô ấy không bán bất cứ cái ví nào được hết trơn á, mà cô ấy cũng chỉ đúng có một cái ví của cô ấy thôi. Vậy bị làm gì, bị làm sao? Tại vì cái trường hợp của cô này là cổ không có rành, thì lúc đó cổ tạo để upline của cổ tạo dùm á, hai người kết nối dùm, thì vô tình cái người upline đó họ đã gọi là kết nối cái ví lộn nha anh chị. Thì vô tình là fit nằm trong ví của apply hết. Cho nên trong ngày hôm nay á, thì Ami giải quyết được cái trường hợp đó. Cũng may là cái người apply rất liêm chính, và tuyệt vời. Thì cô ấy đã giúp cho downline của mình ngày hôm nay bán có 4 fit thôi mà được 100 AST, lụm luôn 4.3 triệu. Đấy, trong ngày hôm nay thì toàn bộ cái fit của cô ấy là nằm trong ví apply. Đấy. Thì vậy cái trường hợp của các anh chị em mà chúng ta đang bị tạo có một ví thôi, nhưng anh chị lại tạo ví cho downline, làm Blendnet cho downline, thì nhớ cái ví nào mà chúng ta có tạo mà chúng ta lỡ là chúng ta hay là kết nối ví vô dùm luôn, thì anh chị sẽ hãy kết nối những cái ví mà anh chị đã từng đăng nhập. Tại vì anh chị nói là anh chị có một cái thôi, nhưng mà đôi khi anh chị sẽ tạo cho downline, thì vô tình nha, bit của anh chị nằm ở trong ví của downline có nha. Đấy, thì đó là một trong những trường hợp mà Ami đã đang xử lý rồi, và nó đang như thế. Cho nên là anh chị nào vẫn chưa làm được thì cứ liên hệ với upline gần nhất của mình là director trở lên hoặc là resident. Nếu như họ không có hỗ trợ được thì kêu họ điện thoại cho anh Khoa, đúng không ạ? Đó, anh Khoa hoặc là một số những người mà uy tín trong cộng đồng Blendnet. Anh chị nhớ một điều là hiện nay
có những cái trường hợp là họ đã tạo nick giả, đã lấy rất là nhiều IST nha chị á. Có người là lấy đã lấy ví MetaMask là vô chuyển toàn bộ IST đi ra ngoài luôn. Vậy cái ví đó đã bị lộ rồi, cho nên làm sao? Thì chúng ta phải đổi ngay cái badge của Blanet. Ngay cả họ có ví của chúng ta rồi nhưng Blanet họ không vào được thì họ cũng không thể nào giao dịch mua bán được, anh chị hiểu mà. Còn anh chị vẫn mà không đổi thì họ vẫn cứ như vậy là họ vô họ giao dịch của chúng ta. Thì đến một thời điểm nào đó chúng ta không biết được rằng là liêm chính hay không liêm chính, cho nên là đôi khi chúng ta phải giữ an toàn cái tài sản của mình là tốt nhất, được không nào? Còn ai mà lỡ có đăng nhập tài khoản ví của Upline hay là tiếng dưới gì đó, xem coi đất của chúng ta không giao dịch thì nó sẽ nằm trong ví của những cái người đó để mà gì chúng ta mới giao dịch được. Thì câu chuyện của chúng ta đang bị cái lỗi này là cái lỗi mà công ty đang chuẩn bị giải quyết cho chúng ta rồi. Đó, được nào? Là cái trường hợp mà người ta bị mất ví á. Thì công ty đang giải quyết. Thì trường hợp của anh chị không phải bị mất ví mà gì ạ? Mà đất lại trả lộn vô ví cho upline hoặc là downline. Thì coi như là chúng ta cũng sẽ nhờ công ty giúp cho chúng ta về cái phần này. Nếu như chúng ta gặp cái người upline hoặc là downline mà họ liêm chính ấy, thì họ mà biết luôn cái password Planet AX của anh chị là anh chị thua, đúng không nào? Cho nên là tốt nhất là ngày hôm nay chúng ta hãy đổi password của Planet AX đi, đúng không ạ? Tại vì tránh cái trường hợp là đôi khi chúng ta bị mất oan đó. Tại vì biết chúng ta không giao dịch được thì đồng nghĩa là nó đang nằm trong một cái ví của một cái người nào đó, đúng không ạ? Đấy, mà chúng ta họ mà biết luôn cái mark Planet AX là họ cứ giao dịch và lấy tiền của chúng ta. Đấy. Ok, anh chị nhớ cẩn thận về việc này ha. Còn có trường hợp nào đó thì anh chị hãy liên hệ. Thứ nhất là ví dụ ở miền Nam, anh chị cứ liên hệ với anh Khoa. Ở ngoài miền Trung thì anh chị liên hệ với Kiệt Nguyễn. Đó rồi một số những người lãnh đạo mà họ trong cộng đồng Lenit họ có thể giải quyết cái vấn đề đó anh chị. Và nhớ trước khi nhờ vả cái gì đó chúng ta hãy gọi điện video được không? Thấy mặt nhau mới được nha. Đấy, gọi điện thấy mặt nhau nếu như chúng ta muốn đưa tài khoản Lenit AX gì đó cho họ xem dần hay là như thế nào đó thì chúng ta phải nhớ là gọi điện video hoặc chúng ta gặp trực tiếp ở ngoài để mà chúng ta biết là người thật việc thật để chúng ta mới dám giao tài sản anh chị nhá. Ok, đó là một vài câu hỏi mà Ami nhìn thấy ở trên này và Ami đã chia sẻ cho anh chị ha. Rồi một số như anh chị hỏi rằng là gì ạ? Bit của chúng ta đó hiện nay không có gọi là nằm im, không có bán được, không có chưa có ai bán, thì anh chị phải hiểu một điều là hiện nay cái số lượng bit được trả về cho cộng đồng thì chỉ có một cũng chỉ một số nhỏ thôi anh chị nha. Thì may mắn là vừa rồi chúng ta có được 2 ngày bit upline, đó chính là Manus và Anthony. Họ đã mở cái lãnh thổ của họ, cho nên là may mắn cho những anh chị em trong cộng đồng của chúng ta nằm nằm đất bit của chúng ta nằm ngay cái chỗ đó, cho nên chúng ta đang được giao dịch mua bán rất là rầm rộ và giá cực kỳ là cao. Hoặc là từ bữa đến giờ chúng ta có nhiều leader, nhiều anh chị em đã mở lãnh thổ và họ đã mua bit của chúng ta rất là nhanh, đúng không ạ? Một cái điều mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc là anh chị biết rằng là trong cái phần mà gọi là đấu thầu á, Incorpit á, là gọi là người ta đấu thầu, thì anh chị phải cảm ơn. Nhiều khi có những anh chị em chúng ta có lên tới 5.000 feet, 10.000 feet, 20.000 feet, thậm chí 100.000 feet luôn, thì anh chị cũng không biết được là cái miếng đất nào của chúng ta đang có giá trị. Nhưng những người nào họ đặt lệnh mua của anh chị đồng nghĩa là họ đã giúp anh chị đã tìm ra những miếng đất có giá trị rồi, đúng không nào? Đấy, không cần biết là họ vô họ mua 1 feet hay là 2 feet hay 5 feet hay 10, xin lỗi, họ mua giá là 1 IT hoặc là 2 hoặc là 5 hoặc là 10 hoặc là 50 IT, thì đó là một điều rất là tuyệt vời cho chúng ta rồi. Thì nếu như chúng ta hiểu rằng là chúng ta không có khả năng để chúng ta mở cái lãnh thổ ở cái khu đó, thì làm ơn chúng ta xem là giá được thì chúng ta hãy gì ạ? Đồng ý cho họ để họ có cơ hội được mở lãnh thổ nhanh nhất, đúng không nào? Và khi mà họ thấy cái nickname của chúng ta để sau này chúng ta mở cái lãnh thổ ở cái khu nào đó mà họ không có mở ở đó, thì họ sẽ sẵn sàng gọi là gì ạ? Đồng ý cho anh chị.